Ok, got it. Vì fan gaming mở rộng fit ra nóc nhà, nhớ mở tiếng của web nha. À thế nữa cả. Thế tôi tắt nhạc đi, mở tiếng chơi cho hay. Những câu hỏi sau đây đều được đến thông tin mạng, có gì sai sót mong bỏ qua. Cảnh báo sẽ có thứ 18 cộng từ anh Onip. What the fuck? Từ anh Onip nhở? Cái gì? Cái địt cọt mẹ em lừa thế nhở? Bấm vào đây, đâu đây? Green địt cọt cày thế nhở? Trong một lần phỏng vấn, anh Độ đã gì? Chia sẻ người này đã ảnh hưởng cái gì? Piu piu mẹ, câu hỏi đơn giản. Câu hỏi quá đơn giản. Thế sinh nhật của Piu vào địt con mẹ chết rồi. Câu hỏi đéo biết thật. Địt mẹ toàn 91. Địt mẹ Google. Tháng 6. Trời kìa. Ở chơi đúng là gì? Anh Độ đã dùng 3 từ gì để miêu tả bản thân sau khi được mời MC hỏi? Hài hước, kỹ tính đẹp trai, không phải khó tính, hài hước, lùn không phải. Sao nhỉ? Tôi nghiêng về câu thứ nhất này và câu này. Câu nào nhỉ? Câu này thực sự là đéo biết đâu. Câu này hên xui này, 50-50 này. Đây tôi 50. Hai cái này là không phải này. 50 hai cái này này. Đẹp trai, khó tính, hài hước. Ui mẹ. Perfect. Tiếp đây. Bài hát làm nên tên tuổi của nhím là mơ hồ. Ưng quá chừng sao anh chưa về, gương mặt lạ lẫm mơ hồ. Những ai trong team thì fan từng có mặt trong MV chẳng ai biết được. Chẳng ai biết được á. GK, Bo, Ben, nhím, Quang, Tú, nhím, Bo, Ben, Quang. Đúng rồi. Trong một lần đi club, nhím đã mất thứ gì? Ví. Quá là đơn giản đối với tôi các bạn ạ. Với cái độ IQ 5000 với cả cái trí nhớ siêu phàm của tôi thì làm sao mà trả lời mấy những cái câu này nó trượt được các bạn. Sinh nhật của Trâm Bảnh là what the fuck? Chết mẹ rồi. Hỏi gọi điện bông, hỏi bông mai mới được. Chết rồi. 20 tháng 11. Cái này không phải này, bởi vì là cái này là ngày nhà giáo thì sẽ rất dễ nhớ. Tôi sẽ nghiêng về phương án cam và phương án xanh này này. Thứ ba và thứ tư. 21 tháng 10. Đúng là Trâm Bảnh em tôi mà. Em tôi được chưa? Rùa cái gì ở kìa, người ta phân tích nhớ bằng cái gọi là cái trí nhớ và cái IQ của mình. Sinh nhật của anh Khôi đơn giản. 12 tháng 9. Trong part 1, thành viên nào trả lời sai ngày sinh nhật của thầy Pino? Tôi là không có trong đấy rồi này. Nên loại phương án này này. Ô đẹp tí men anh Độ. Cái này hình như đúng này. Cái này là không có rồi, Trang Michi không có mà. Đây Khôi Bông Ai Từ Nhí cũng không có. Đây đây. Ban đầu. Anh Độ đã trả lời MC như nào sau khi được hỏi thích nhất vợ ở điểm gì? Cái này là không phải này, loại. Cái này cũng không phải, loại. Tôi đang nghiêng về phương án A và phương án B. Tức là hiền và xinh. Hiền thì chắc chắn là Độ sẽ không nói đâu. Chắc chỉ có từ Sinh thôi. Mẹ, câu này thì ngoài tâm hiểu biết thôi, làm sao mà sai là chuyện bình thường. Anh Ben đã nói câu gì về thầy Onip dỗi ở video dưới? Câu này có 4 phút, có thể bấm lại để coi. Nào, gọi anh em vào, anh em mẹ có cần họp không nhỉ? Họp để biết rõ sự tình chuyện chiều nay như nào cả không nhỉ? Họp anh ơi, họp. Đi lên phòng chuyên họp. Ê, người trong cuộc kể trước đi, chiều nay bạn mà xích đánh nhau như nào? Ủa, đánh nhau à? Ừ, mà càng ngắt tú ạ, phải họp tim ngay. Có cần vào comedy. Đâu kìa. Không có chuyện gì đâu anh, nó nhây quá thôi à. À như nào? Thì mày phải kể nó mới biết được chứ. Ghét vãi lồn. Nhưng mà nhá, đây là anh có buồn không? Mày có buồn hay không buồn? Từ từ. Đây nhá, em kể cho anh nghe nhá. Cái câu chuyện này hình như là câu chuyện chơi trong GTA đúng không? Khi mà thầy chơi, thầy gọi thằng Ben nhưng mà thằng Ben không trả lời trong GTA khi ở trên bãi đá đúng không nhỉ? Đúng không? Mấy ngày rồi cả em cay vậy đấy. Nó cứ mẹ cộng nờ PUBG chuyên nghiệp, em cứ dô bảo dô chơi. Đấy thì nó lại bảo gì nhỉ? Cái này thằng Ben nó cũng hay nói này, thôi đi ngủ đây này. Có Pino ta không địt mẹ, sắp câu nào cũng ấy nhỉ. Đéo chơi với mấy bạn đâu. Làm sao mà có chuyện là thằng Ben nó nói câu này, thằng Ben nó ít khi nó nói câu này lắm. Thôi đi ngủ đây là không, CC đi. Kìa. Mẹ sao lại câu này nhỉ, câu B nhỉ? Vô lý, đề sai rồi. Trong video dưới đây, Nhím đã bức xúc vì lý do gì? Hay nữa rồi, mình cứ trêu bị quá rồi, nó lại dễ. Không, nhưng mà cay thật anh ạ. À. Anh bây giờ anh thử ra ngoài đường xem đi mẹ 10 thằng, sau 9 thằng bảo em BD thì cô mẹ anh chịu lỗi rồi. Thì cô mẹ anh. Thái sau rồi, Thái đi mẹ out team rồi, Thái out team. Thái. Chắc chắn là cái này A rồi. Gọi là BD. Nó, xong rồi nó địt con mẹ anh luôn mà. Anh Ben và anh Bô nhái điệu nhảy của ai? Ủa mở nhạc như thế nào nhỉ? Ui gì mẹ, cái này có quá là ấy rồi. Cái này tôi là người chứng kiến mà, làm sao mà sinh nhật của QNT 993 không phải này. 12 tháng 11, 13 tháng 12. Không, qua 94 mà, không phải 93 đâu. Tôi nhớ mà, nhưng tôi các bạn tôi đang để xem các bạn có lừa được không, 93 làm sao phải, 94 mà. Anh Độ có tính xấu gì khi đói bụng? Cáu, bẩn. Mắc mũi, bình thường không có gì cả, có bẩn đấy cái à. Đấy tôi còn đọc đáp án luôn cho các bạn đấy. Sinh nhật của anh Ben là tháng 12 995 mà đúng rồi. 16 hay 17 nha, 17. Mắt ai đây? What? Mặt ai? Chân mập và đéo phải rồi này. Dọa. Mẹ sao lại mất cái chân nhở? Đi bạn có thể cho tôi cái ảnh thật của cái ảnh này được không? Ảnh hồi xưa. Thế thì bảo sao? Ảnh hồi xưa chắc mắt này chưa trang điểm, chưa làm gì, nó khác, tôi không đoán được. Thầy Onip hay gọi chị Doan là con vợ. Ô, đéo có con vợ này. Đéo phải bé yêu, vợ yêu bé bỏng, đéo phải con gấu cưng, đéo phải đầu dở hơi là đúng rồi. Đéo bao giờ có chuyện thầy lại gọi Doan là vợ yêu bé bỏng hay là bé yêu cả. Cảm ơn Song Nhi nhá, cảm ơn em. Cảm ơn Trường Huy nhá, cảm ơn bạn. Sinh nhật của chị Giáp là vào. Địt con mẹ. Khó này. Khó này. Ui địt mẹ. Không thể nào mà cùng sinh nhật tháng với cả tháng 9 được. Tháng 7. Tôi nhớ là tháng 7. Nhưng mà tôi đang không nhớ là ngày 25 hay ngày 26 này. 26 đi. Ui địt mẹ trời ơi. Mày quá. Không bị trừ một đứa em nào cả. Ai đây? Trang Misi. Làm sao mà trượt được em ruột tôi. Khi bị căng thẳng mệt mỏi chúng ta lên ăn khô gà Misi Food. Trong ảnh bìa vlog đi Đức, anh Độ đã mặc xịt màu gì? Ôi địt mẹ, cái này nhớ thế đéo được nhở. Đỏ trắng đéo phải, bởi vì Độ đéo bao giờ mặc màu đỏ. Xanh dương. Xanh lá cây trắng. Đúng rồi, em rồi. Ai đã edit video ở dưới? Đấy, rất buồn. Bởi an ủi con đi. Ủi cây đầu. Quán bóng Liên La Thành. NTD. Anh như là cái cú của... Anh Ben đã chỉ diễn bài hát nào dưới đây? Và người đang nắm tay em lại. Bài này là bài gì nhỉ? Bài này là nghe nước mắt hay là gương mặt lạ lẫm? Còn mày gương mặt lạ lẫm à? Tôi không nghe bao giờ nên là tôi không biết. Bài hát được anh Độ Misi trình diễn là Ai đã yêu một lần. Cầu Vồng Khuyết. Đều hành. Lý do gì nhím đã phải mặc crop top cộng tô son lên stream? Trời Cô kèo cờ tỷ phú rồi. Toàn câu chắc tùng sói trả lời được. Này làm gì phải vận dụng IQ. Thầy Unip đã hỏi câu gì với chị Doan? Ngày xưa khi mà mình mới quen vợ mình hỏi vợ mình luôn em có ghét những thuốc không? Cái này anh hỏi thẳng em luôn. Nếu như vợ anh trả lời là có thì anh bảo vợ anh là thôi anh với em không hợp nhau rồi mình chia tay đi. Xong. Tính anh như thế cho nó nhanh nhỉ, kể cả anh đã yêu rồi. Nhưng mà may quá vợ ấy lại trả lời em sẽ đi trường để em chơi bạn bè em ai cũng thương. Thế tôi mình lấy nhau đi em, đi lấy nhau trong đêm. Chứ là tôi quen vợ tôi để tôi cũng hỏi một câu chân thành. Câu chân thành luôn. Em có thích đi cào ngao không? Vợ tôi nói không cái là không có như bây giờ đâu. May vợ tôi nói có. Ủa? Như này là có câu trả lời luôn à? Ủa? Thế phải đây tự hỏi tự trả lời à? Lý do thầy bị trong video là vì sao? Tôi là chó. Go go go. Thua kèo cốp đúng rồi. Địch mạnh thề. Chính ra ấy là mày làm câu hỏi ấy so là mày ví dụ như mày những cái câu này là mày chỉ để tiếng thôi. Mày đừng cho cái video hình lên như thế này. Đấy, hình này biết mẹ là đang chơi gôn thì chỉ có thua gôn chứ góp chứ gì nữa. Chú Chít đã khóc sướt mướt khi được I donate ngay dịp sinh nhật. Khóc đâu mà khóc sướt mướt, đùa thề. Sinh nhật của thầy vào lúc nào? Là ngày á? Ôi mẹ mồm đi, nói lắm vãi lộn. Đang định nói thì mẹ bị thầy ông bảo ông bị mẹ mồm đi. Cú chết nhờ. Thế thôi địt mẹ đoán mẹ sai thì đéo đoán đúng nữa. Thôi kìa. Môi ai đây? Mẹ môi ai mà còn lệch nữa thì nguồn gốc này là từ đâu ra? Ai nhở? Thằng Bô không phải này. Thầy Kiên không phải, nhím không phải, anh Độ. Ôi, thằng nhím à? Sao lại làm rừng thằng nhím? Thịt mẹ mày, bực rách người luôn mà. Mẹ trông giống thật, trông giống thầy Kiên với cả Tú. Nhìn thai vãi cả lồn tê. Ai đây? Mẹ thằng Bô à? Trông tóc phải giống Bô lắm này. Sao lại là Bông Mai được nhở? Bông Mai làm sao mà chân tay như này được? Anh Tú, anh Tú nào? Thằng Nghiện đó. Thằng Nghiện này ở đâu chụp quả như này nhở? Ai đã xong ca với anh Linh ở dưới video này? Thành viên nào tự nhận là siêng năng nhất trong team? Nói về độ siêng, ta chấp hết. Rồi, địt mẹ. Trời ơi, chấp hết. Bằng bố với ông bố mà ngồi từ 7 giờ sáng đến bè đến 2-3 giờ sáng mới bấy thôi đấy. Đòi siêng hơn tao á, có lồn. Nhìn. Các bạn sao lại có cái clip này nhỉ? Cả lồn quá. Mẹ thầy ngày xưa chua ngoa thế nhở? Vâng, thầy là nhất, thầy số 1. Xem lại. Nói về độ siêng, ta chấp hết. Rồi, địt mẹ. Trời ơi, chấp hết. Ngoa vãi cả lồn thầy. Trời ơi, chấp hết. Địt con mẹ phát cả lồn thật thầy. Bằng bố với ông bố mình ngồi từ 7 giờ sáng đến bè đến 2-3 giờ sáng mới bấy thôi đấy. Đòi siêng hơn tao á, có lồn. Có... Nhìn điên cái này hỏi vãi lồn tè. Em đi tạo cái clip này ở đâu nhở? Tí tôi cắt cái đoạn đấy thì phải tôi làm nhạc chuông mới được. Có lồn. Mẹ hài vãi lồn. Thành viên là nhân vật chính trong bộ phim Ngọn Hải Đăng. What the fuck? À. Bộ đề này dễ quá sò ạ. Chú Chip nhận mình mất trinh vào lúc mấy tuổi? Chip mất trinh thì năm bao nhiêu tuổi á? Anh nhớ là đến tận năm anh. Địt mẹ. Sao mà nhớ được ta? 18 là không phải này, 19 không phải này, 20 không phải, 21. Ok á. Lý do nào làm bông làm một bi thật sâu. Sinh nhật của chị Miu là cố tình trả lời sai đấy. Sinh nhật của Tùng Béo. Cố tình trả lời sai đấy. Tôi cố tình trả lời sai thôi. Sao tôi không nhớ sinh nhật của chúng nó. Vật. Sinh nhật của Bô Cha. Bô Cha là ai? Sao lại Bô Cha? Trừ vai. Đâu tại tôi câu hỏi mẹ tôi đéo hiểu ấy chứ. Tôi cứ tích bừa chứ. Tài máy địt. Là tài máy dập. Tại tôi không hỏi câu hỏi. Đâu khi không hiểu câu hỏi. Hình là thật tôi không gì đó. Có nhím đã xăm logo thì phát ở vị trí nào? Sau lưng. Không, ở dưới bắp chân. Không, dưới bắp chân nhím nó xăm cái đéo gì ấy. Cổ tay phải. Bắp tay gần vai trái. Sinh nhật của GK. Chết con mẹ. Thằng GK điệp mẹ sinh năm 98, không phải 97. Điệp mẹ đấy, tôi nhớ ngày mà tôi đang điệp mẹ tôi đang nhớ sai năm chứ ngày sinh thì tôi nhớ mà 30 tháng 9 mà. Má. Tôi nhớ ngày tôi quên, tôi không nhớ năm, tôi tưởng nó điệp mẹ. Ôi giời ơi, nó phá shop. Nó phá gara tôi. Bộ mai chứ. Em ơi. Dễ quá. Mấy cái câu này nó ăn vào kỷ niệm rồi thì làm sao mà quên được, đúng không? Đi chuyến này vất vả rồi. Đi. Hết rồi à? Đâu mấy cái câu kia tôi trả lời bừa mà. Tôi nhớ mà, làm sao mà trừ được.